Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cách để reset lại máy trở lại cái trạng thái ban đầu. Nếu mà máy có một các cái vấn đề trục trặc gì đó mà mình không có biết được trong quá trình mình chỉnh á, thì mình sẽ reset trở lại ban đầu. Thì cách thức làm như sau: thứ nhất là mình sẽ vào setting, rồi mình sẽ chọn là restore factory, rồi nó sẽ bảo restore nha. Dữ liệu mình chọn yes. Rồi sau đó thì mình sẽ đợi. Rồi hoặc là mình thoát ra ngoài nhé. Mình sẽ làm ở đây nữa. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành shut down nhé. Rồi sẽ bật lại. Thì như vậy hồi nãy nó đã là giao diện của tiếng Anh, bây giờ nó đã là giao diện của tiếng Trung mà nó không có bất kỳ cái thông tin nào hết. Thì như vậy mình đã reset lại từ đầu. Xin cảm ơn.